Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Và đây là một sản phẩm giá rẻ mà Xiaomi cho ra mắt trong buổi chiều ngày hôm nay, trước Redmi 7A. Thì các bạn sẽ thấy rằng do đây là một sản phẩm giá rẻ, mức giá nó chỉ loanh quanh khoảng tầm là 2.390.000 cho phiên bản 2GB và 16GB nhớ trong. Và chúng ta sẽ có là 2.590 hay 2.690 gì đó, thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình ở đây. Thì mặt lưng nó sẽ thiết kế là full nhựa và chúng ta sẽ có đây là camera 12MP, camera đơn mà thôi, nên nó sẽ không làm được quá nhiều thứ, ví dụ như là chụp ảnh xóa phông thì sẽ không có rồi. Thì quay ra với phần mặt trước của chiếc máy này đi, do là sản phẩm giá rẻ nên nó cũng sẽ không được chăm chút quá nhiều. Chúng ta sẽ có đây là màn hình với tỷ lệ mới 18:9 và các bạn sẽ có màn hình HD cộng, nó sẽ không phải full HD hay gì hết. Nhưng được cái là nó vẫn sẽ được sử dụng cái tấm nền IPS để cho các bạn có những trải nghiệm về màu sắc là trong trẻo nhất, góc nhìn cũng rộng, nên là nói chung là ngoại trừ cái phần độ phân giải ra thì chúng ta cũng sẽ không có gì để chê cái màn hình này. Và cũng sẽ có một điểm nữa, đây là giá rẻ nên các bạn cũng sẽ không thể nào mà đòi hỏi được gì nhiều hơn, có tỷ lệ 18:9, tỷ lệ mới là đã ngon rồi. Thêm nữa thì với chiếc máy này nó cũng sẽ có một cấu hình khá ổn để cho các bạn có thể chơi một số tựa game, ví dụ như là Liên Quân thì mình nghĩ nó vẫn có thể chơi được, bởi vì nó sẽ được sử dụng một con chip đến từ nhà Snapdragon, đấy là con Snapdragon 439, và chúng ta sẽ có 2GB như mình đã chia sẻ mức giá thì mình cũng đã nói từ đầu rồi. Đằng trước thì vẫn sẽ là camera selfie các thứ và là một sản phẩm đến từ nhà Xiaomi, thì các bạn cũng sẽ có khả năng gắn được hai SIM lên sản phẩm này. Mức giá cũng như là những thứ mà nó có ở tầm giá này thì mình nghĩ nó cũng đã là vô địch. Giá như nó sẽ có thêm một cái phiên bản kiểu 3GB nữa để cho các bạn có thêm nhiều tùy chọn hơn thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thôi, nó nỡ chỉ có hai phiên bản là 2GB 16 và 2GB 32 rồi, chúng ta sẽ không có gì để thắc mắc nữa. Đi sâu vào bên trong ở đây thì chúng ta cũng sẽ có sẵn cái nền tảng, đây là MIUI 10 chạy trên hệ điều hành Android 9, cũng gần như là cái hệ điều hành mới nhất để cho anh em có thể trải nghiệm những cái ứng dụng được cập nhật mới nhất. Nhưng mà tốt nhất là các bạn đừng có cài game quá nặng ở đây thì nó sẽ không thể mà chịu nổi. Và đấy là video mình trên tay đến cho các bạn về chiếc Redmi 7A. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang bàn bên cạnh để có thể là trên tay chiếc Xiaomi Mi 9T và cũng như là cái chiếc Xiaomi Mi A3. Và đây thì mình đang có chiếc Xiaomi Mi 9T, và chiếc máy này khi bán ra tại thị trường Việt Nam nó sẽ có mức giá là 8.990.000 cho phiên bản 6GB và 64GB bộ nhớ trong, và chúng ta sẽ có là 9.490.000 cho phiên bản 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Tức là nó sẽ không chênh nhau quá nhiều cho hai phiên bản này. Và với cái chiếc máy này thì có lẽ là các bạn sẽ không có gì quá là lạ lẫm, bởi vì nó chính là cái chiếc Xiaomi K20. Nhưng khi mà bán ra tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ có một cái tên mới, đấy là Mi 9T. Và tất nhiên nó cũng sẽ có những thứ thay đổi nhất định ở phần mềm. Và ở ngoài này thì các bạn sẽ thấy vẫn là một cái mặt lưng rất là quen thuộc với những cái vân mà mình vẫn nói là cái vân giống vân hổ phách. Ở trên đây thì vẫn là bộ 3 camera với độ phân giải 48MP, 16 và 8MP. Quay ra với mặt trước thì màn hình vẫn sẽ là màn hình 6.4 inch, độ phân giải là Full HD cộng tấm nền OLED, và nó sẽ mang lại cho các bạn những thứ ví dụ như là vân tay bên trong màn hình, hay là chúng ta cũng sẽ có camera selfie pop up ở đây. Và tất nhiên khi mà mở lên đây, nó cũng sẽ có một cái đèn phát lên theo màu của máy. Ví dụ ở đây thì mình đã có phiên bản màu đỏ, nó sẽ phát lên cái màu đỏ khi mà camera thò lên. Còn với cái chiếc máy màu xanh ở đây thì khi các bạn mở cái camera selfie lên thì nó cũng sẽ có một cái màu sắc, tức là nó cũng sẽ có cái màu ánh sáng xanh hắt lên từ phía bên dưới camera, nhìn rất là độc đáo đúng không ạ? Với phiên bản màu đen thì không biết là nó có lên đèn màu đen hay không. Mình nghĩ thì chắc là lên đèn màu trắng. Cấu hình của sản phẩm này thì nó cũng sẽ là cấu hình của Redmi K20, đó chính là Snapdragon 730. Chúng ta có 6GB và chúng ta có hai tùy chọn bộ nhớ trong như ban đầu mình đã chia sẻ, cùng với mức giá bán tại thị trường Việt Nam. Bên trong đây thì phần mềm chúng ta cũng sẽ có, đấy là MIUI 10 cùng với nền tảng đấy Android 9, mang lại cho bạn những trải nghiệm là mới nhất. Còn nếu các bạn muốn có một phiên bản Android cao hơn đấy, Android Q, thì bạn cứ mua về và chờ đợi nhé, bởi vì là những sản phẩm của Xiaomi như mình thấy thì nó cũng sẽ được cập nhật khá là sớm mà thôi. Nói chung chỉ có vậy thôi, và đấy là video mình trên tay đến cho các bạn về chiếc Xiaomi Mi 9T, Mi 9 thò thụt và cũng như là cái chiếc Redmi 7A ở phía bên kia. Và các bạn thấy sao về hai sản phẩm này cũng như là mức giá của nó có hợp lý ở thị trường Việt Nam hay không? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.